Bản tin VOA Express Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, Trà My kính chào quý vị. Việt Nam dự toán kinh phí bầu cử năm nay lên đến gần 4.000 tỷ đồng. Việt Nam nói sẽ chủ động trao đổi về tình hình Myanmar khi giữ ghế Chủ tịch Hội đồng Bảo an. Ngân hàng Thế giới dự báo Việt Nam Trung Quốc đứng đầu châu Á về phục hồi kinh tế. Và nhiều tin khác nữa, mời quý vị theo dõi chi tiết. Quốc hội Việt Nam ngày 25 tháng 3 cho biết các địa phương đã dự toán kinh phí kỳ bầu cử năm nay tăng 2,6 lần so với kỳ bầu cử năm 2016, lên tới gần 4.000 tỷ đồng, giới hoạt động cho rằng đây là một sự lãng phí rất lớn. Ông Nguyễn Hạnh Phúc, Chánh văn phòng Hội đồng Bầu cử Quốc gia tiết lộ con số tăng 2,6 lần này sau khi tổng kết dự toán từ 51 trên 63 ủy ban bầu cử các tỉnh thành và hai cơ quan trung ương. Các nhà hoạt động đồng thời là các ứng cử viên độc lập cho VOA biết rằng với nền dân chủ thiếu minh bạch và lệ đảng cử dân bầu không có mặt của quan sát viên quốc tế, việc bầu cử ở Việt Nam chỉ làm lãng phí tiền thuế của dân. Hôm 25 tháng 3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói tổng số người ứng cử đại biểu quốc hội lần này là 1.084, trong đó chỉ có 76 người tự ứng cử. Giới hoạt động dự báo rằng những người tự ứng cử sẽ rất khó có cơ hội lọt vào một trong 500 ghế ở quốc hội, dù đảng Cộng sản nói cho phép tới 10% ứng cử viên ngoài đảng tham gia. Hãng ô tô VinFast ngày 24 tháng 3 loan báo bắt đầu bán ô tô điện thông minh đầu tiên của Việt Nam với mẫu xe là VF-E34, ứng dụng trí tuệ nhân tạo có thể điều khiển bằng giọng nói tiếng Việt. VinFast nói sản phẩm được bảo hành 10 năm sẽ xuất hiện trên đường phố Việt Nam vào tháng 11 năm nay. Chuyên gia nghiên cứu phát triển công nghệ mới tại tập đoàn BMW ở Đức, Trương Quý Hoàng Phương, dự đoán với VOA rằng thị trường chính VinFast thực sự nhắm tới là Mỹ và EU. Vẫn theo lời ông, sản phẩm mới ngoài sự thử nghiệm trong điều kiện thí nghiệm còn phải thử nghiệm trong điều kiện thực tế của người tiêu dùng và VinFast đang muốn sử dụng người dân trong nước để thực hiện những cuộc thử nghiệm này. Nhìn về tương lai, chuyên gia này cho rằng trong khi VinFast chọn con đường phát triển ô tô điện là hướng đi thích hợp, song cũng có nhiều thách thức như số hãng xe mới nhảy vào lĩnh vực xe điện ngày một nhiều, đặc biệt là ở Trung Quốc. Mẫu mã xe phải hợp thị hiếu, giá thành phải ngày càng hạ, dung lượng pin phải lớn hơn, áp dụng nhiều kỹ thuật mới, nhất là tự động hóa hay tự lái là những điều rất cần để vươn ra thị trường nước ngoài. Phải vượt qua được những khó khăn đó thì mới hy vọng cạnh tranh thành công, chuyên gia này nói với VOA. Việt Nam tuyên bố sẽ chủ động tham gia, trao đổi và xử lý yêu cầu liên quan tới Myanmar khi làm chủ tịch luân phiên Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc vào tháng 4 tới. Ông Đỗ Hùng Việt, Vụ trưởng Vụ các tổ chức quốc tế thuộc Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết tại cuộc họp báo hôm 25 tháng 3, dù nói rằng chưa có hoạt động liên quan tới Myanmar được lên kế hoạch trong tháng 4. Ông Việt nói, Myanmar đã là một vấn đề nằm trong chương trình nghị sự của Hội đồng Bảo an, nên cũng không loại trừ khả năng sẽ có nước yêu cầu tổ chức cuộc họp. Với tư cách là chủ tịch luân phiên, ông Việt nói, Việt Nam sẽ xử lý yêu cầu đó một cách phù hợp. Hội đồng Bảo an gồm 15 thành viên, 5 thành viên thường trực, Trung Quốc, Pháp, Nga, Anh và Mỹ, và 10 thành viên không thường trực có nhiệm kỳ 2 năm do Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc bầu. Hôm 10 tháng 3, Hội đồng Bảo an không đạt được đồng thuận để ra tuyên bố lên án mạnh vụ đảo chính quân sự Myanmar là do Trung Quốc, Nga, Ấn Độ và Việt Nam đề nghị sửa đổi bản thảo tuyên bố yêu cầu không đề cập tới cuộc đảo chính mà tới nay đã giết chết hàng trăm người biểu tình. Gần 500 tổ chức xã hội dân sự Myanmar đã bày tỏ thất vọng và lên án Việt Nam, Trung Quốc, Nga, Ấn Độ vì cho rằng các nước này muốn duy trì lợi ích kinh tế, địa chính trị với chính quyền quân sự Myanmar. Việt Nam và Trung Quốc hiện đang có tốc độ tăng trưởng cao hơn giai đoạn tiền đại dịch, trong khi các nước khác ở khu vực Đông Á-Thái Bình Dương sẽ mất nhiều năm hơn mới hồi phục kinh tế, theo báo cáo của Ngân hàng Thế giới hôm 26 tháng 3. Việt Nam và Trung Quốc thuộc số ít các nước chỉ bị đại dịch COVID gây ảnh hưởng nhẹ và không bị suy thoái trong năm ngoái. Việt Nam có hoạt động kinh tế nổi trội so với các nước khác, với mức tăng trưởng năm nay dự kiến lên tới 6,6%, tăng từ mức 2,9% của năm ngoái, theo Ngân hàng Thế giới. Trung Quốc được dự báo tăng trưởng 8,1% trong năm nay so với mức 2,3% của năm ngoái, đẩy mức tăng trưởng chung của toàn khu vực ước đạt 7,4% trong năm nay so với 1,2% trong năm 2020. Ngân hàng Thế giới cho rằng việc Mỹ thông qua gói kích thích kinh tế trị giá 1,9 ngàn tỷ đô la mới đây sẽ có tác động lan tỏa tới tất cả các nền kinh tế ở Đông Á-Thái Bình Dương, chủ yếu thông qua thương mại và đầu tư. Mà qua đó, các nền kinh tế có định hướng xuất khẩu ở châu Á, nhất là Việt Nam, Campuchia, Malaysia và Thái Lan sẽ được hưởng lợi nhiều nhất. Quý vị đang theo dõi bản tin thời sự của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
để nhận các thông báo video mới nhất trên kênh YouTube của chúng tôi. Sau khi nhấn đăng ký subscribe, xin hãy nhấn vào hình chuông bên góc phải ngay dưới video. VOA liên tục cập nhật các thông tin trung thực đa chiều về tình hình Việt Nam và thế giới. Đến đây mời quý vị theo dõi phần phóng sự tường trình từ Việt Nam. Trong tâm thế mưu sinh phụ con cháu, của nước đến đâu bắt cầu đến đó, với nhiều người già miền quê thì ở tuổi xế chiều vẫn buôn bán lặt vặt kiếm đồng ra đồng vô, còn là niềm vui của có chút đỉnh tiền cho con cháu ăn bánh kẹo. Bà Nguyễn Thị Úc nay đã ngoài 70 tuổi hệt hạt nói. Bán kiếm sống, mình có mình ăn mình sống vậy đó, chứ gia đình cũng khổ, đâu ruộng nương gì đâu mà bán cũng như kiếm hàng ngày gạo mắm vậy, chứ đâu có ruộng, đâu có đất đâu, cái này đất của người ta. Đất đai miền quê giờ đô thị hóa cũng nhiều, người dân phải thích nghi hoàn cảnh mới, bà Nguyễn Thị Bình kể. Bà nay toàn 70 rồi mà bà bị bệnh thần kinh, giờ chứ phải đi mấy chai chai đi kiếm ăn, vất vả thì kiếm ngày cũng được 70, 80 cháu ạ. 70 thì có cái đủ mua thuốc ăn hay mua thì nắm gạo. Ở tuổi xế chiều, thay vì nghỉ ngơi và an dưỡng như cư dân chốn thị thành, thì người già ở miệt quê vốn quen cần lao ruộng rẫy, với tâm lý ở không dễ sinh bệnh, nên họ hay tìm việc gì đó để kiếm thêm tiền để phụ con cháu. Ông Nguyễn Văn Dũng, 86 tuổi, tâm sự. Trước khi ở Hình Đông thì làm nghề nông, đi cày trâu tục ruộng, rồi năm giải phóng rồi thì đi về đây mới chạy xe lam con đường này. Hồi đó đường này có con đường nhỏ thôi chứ không phải đường đâu vậy đó, cái chạy riết cái tới chừng giờ xe cộ nhiều quá, chỉ có xe gắn máy cái mới bán xe lam. Rồi mới làm qua nghề nông, đi làm ruộng, rồi làm biết giờ ruộng nương gì họ dẹp hết rồi, giờ mới ở không vậy, mới đi làm hộ mấy nhỏ, ai kêu làm gì đâu làm nấy. Người già miền quê cứ túc tắc công việc để phụ con phụ cháu trong cuộc mưu sinh, bà Nguyễn Thị Úc tự nhủ. Chừng nào mà không nổi thì con lo giờ mình mần được rồi, bữa mình mần mình sẽ ăn. Nụ cười hệt hạt của bà Úc mang đến cảm giác nhẹ nhàng trong việc người già miệt quê Nam Bộ hay thích tay làm hàm nhai. Những câu chuyện của bà Úc hay ông Dũng như một mảng màu khác khiến bức tranh người già mưu sinh tươi sáng và truyền cảm hứng tích cực. Và ngay bây giờ là bản tin thế giới. Trung Quốc ngày 26 tháng 3 chế tài các tổ chức và cá nhân Anh về điều mà họ tố cáo là bịa đặt và xuyên tạc về Tân Cương, vài ngày sau khi Anh áp đặt các chế tài Bắc Kinh vì vi phạm nhân quyền tại Tân Cương. Bộ Ngoại giao Trung Quốc loan báo chế tài 4 thực thể và 9 cá nhân, trong đó có các nhà lập pháp Anh như cựu lãnh đạo đảng bảo thủ Ellen Duncan Smith và Ủy ban nhân quyền của đảng bảo thủ với cáo buộc lan truyền tin đồn ác ý, tin giả và bịa đặt. Duncan Smith nói việc bị Trung Quốc chế tài là một huy chương danh dự đối với ông. Các cá nhân bị chế tài và thân nhân gia đình trực hệ bị cấm vào lãnh thổ Trung Quốc và công dân các định chế Trung Quốc sẽ bị cấm làm ăn buôn bán với những người này. Hành động của Trung Quốc nhằm trả đũa những chế tài phối hợp của Mỹ, Liên hiệp châu Âu, Anh, Canada chống lại Bắc Kinh vì những vi phạm nhân quyền của nước này đối với cộng đồng người thiểu số Hồi giáo Uyghur tại Tân Cương. Bắc Kinh cũng đã áp dụng những biện pháp chế tài trả đũa EU cùng với thông báo ngày 26 tháng 3. Chính phủ Anh lên án hành động của Bắc Kinh là một nỗ lực làm im tiếng những chỉ trích. Thủ tướng Anh Boris Johnson nói ông ủng hộ những người bị chế tài. Ngoại trưởng Anh Dominic Raab ngày 26 tháng 3 tuyên bố Anh đoàn kết với các cá nhân bị Trung Quốc chế tài vì đã lên tiếng về Tân Cương và cho biết đại sứ Trung Quốc tại London sẽ được triệu tập. Nếu chính phủ Trung Quốc muốn tiếp tục che giấu là không có chuyện gì sai trái xảy ra tại Tân Cương, thì điều rõ ràng đối với họ là cho phép cao ủy trưởng nhân quyền Liên Hiệp Quốc Michelle Bachelet đến tỉnh này. Chừng nào họ vẫn còn tiếp tục cưỡng lại và từ chối làm như vậy, thì áp lực quốc tế sẽ tiếp tục gia tăng. Trước đây trong tháng, Anh công bố việc duyệt xét chính sách ngoại giao đưa ra tham vọng tạo nhiều ảnh hưởng tại vùng Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương như là phương thức để làm giảm bớt sức mạnh toàn cầu ngày càng gia tăng của Trung Quốc. Tuy nhiên, London công nhận là cần phải làm việc với Trung Quốc về thương mại và các vấn đề toàn cầu như biến đổi khí hậu.
Nga muốn củng cố quan hệ quân sự với Myanmar, truyền thông nhà nước loan tin ngày 26 tháng 3 sau cuộc họp giữa giới chức quốc phòng cao cấp Nga với Hội đồng Quân nhân của Myanmar. Thứ trưởng Quốc phòng Nga Alexander Fomin gặp lãnh đạo Hội đồng Quân nhân Myanmar Myeong Aung Hlaing tại thủ đô Naypyidaw của Myanmar ngày 26 tháng 3. Giới lãnh đạo quân sự Myanmar đã chiếm quyền trong cuộc đảo chính ngày 1 tháng 2, gây ra những tuần lễ biểu tình kéo dài trên cả nước và hàng trăm người thiệt mạng dưới sự đàn áp của lực an ninh. Video về cuộc họp do đài truyền hình nhà nước Myanmar MRTV công bố ngày 26 tháng 3 cho thấy đôi bên quan sát một cái bàn trưng bày các tấm khiên tự chế, mũ bảo hiểm và bom xăng chưa nổ, được cho là được sử dụng bởi người biểu tình Myanmar. Những vật dụng này được MRTV mô tả là vũ khí chế tạo bằng tay được tịch thu cho những vụ bạo loạn. Có ít nhất 320 người bị giết trong những vụ đàn áp những người bất đồng chính kiến kể từ cuộc đảo chính mùng 1 tháng 2, theo thông tin từ các tổ chức đấu tranh. Một địa điểm không có vẻ gì là công nghiệp tại miền Bắc xứ Wales trở thành nơi sản xuất các lọ vaccine COVID của hãng AstraZeneca dành riêng cho thị trường Anh. Gần như tất cả nguồn cung cấp vaccine của Anh được tập hợp tại xưởng Wockhardt ở Wrexham gần biên giới với Anh sau khi công ty ký thỏa thuận 18 tháng với chính phủ Anh. 400 nhân viên tại địa điểm này có nhiệm vụ đưa vaccine vào lọ đã được khử trùng trước khi kiểm tra cẩn thận từ mọi khía cạnh để tránh sơ hở. Việc cung cấp vaccine AstraZeneca gây căng thẳng dai dẳng giữa Anh và Liên hiệp châu Âu trong những tuần lễ gần đây. Lãnh đạo EU ngày 25 tháng 3 lên tiếng bất bình về những thiếu hụt lớn trong hợp đồng chuyển giao vaccine COVID-19 AstraZeneca giữa lúc đợt lây nhiễm thứ 3 tăng mạnh trên toàn châu Âu. Với những chương trình tiêm chủng đi sau khá xa Anh và Mỹ, cấp điều hành của khối EU cảnh báo là vaccine xuất khẩu của Astra sẽ bị chặn cho tới khi nào công ty giao đủ số vaccine đã hứa cho EU. Trong số 300 triệu liều thời hạn chuyển giao cho các nước EU trước cuối tháng 6, AstraZeneca nhắm giao chỉ có 100 triệu liều. Việc này phần nào làm chậm trễ quá trình triển khai vaccine. Từ đến ngày 23 tháng 3, Anh đã tiêm chủng với tỷ lệ cứ 100 người thì có gần 47 người được tiêm chủng, so với tỷ lệ 14 trên 100 người tại 27 nước EU mà Anh đã rời khỏi hồi năm ngoái. Theo số liệu từ trang mạng Our World in Data, ít nhất 32 người chết và 66 người bị thương khi hai đoàn tàu xe lửa lao vào nhau tại miền Trung Ai Cập hôm 26 tháng 3, Bộ Y tế nước này cho biết. Nhà chức trách đường sắt Ai Cập cho biết hai đoàn tàu đụng nhau gần thành phố Sohag, cách Cairo 365 km về phía nam sau khi hệ thống phanh khẩn cấp bị kích hoạt. Chưa rõ ai là thủ phạm. Một đoàn tàu thắng gấp ngừng lại bị đoàn tàu kia tông từ phía sau. Nhà chức trách đang điều tra thêm. Hai toa tàu bị thiệt hại và một toa bị lật, một nguồn tin an ninh nói với Reuters. Các nạn nhân được chở đến bệnh viện và 36 xe cứu thương được điều động đến hiện trường, Bộ Y tế nước này cho hay. Ai Cập có một trong những mạng lưới đường sắt cũ kỹ và rộng lớn nhất trong khu vực và tai nạn đường sắt tại nước này là chuyện thường xuyên xảy ra. Tổ chức Y tế Thế giới ngày 11 tháng 3 năm 2020 tuyên bố virus corona là đại dịch toàn cầu, đánh dấu một trong những cuộc khủng hoảng y tế lớn nhất trong nhiều thập niên. Một năm sau, hầu như không có nơi nào mà căn bệnh COVID-19 không xuất hiện và không ai là không bị ảnh hưởng. Mỗi một quốc gia ứng phó với đại dịch theo cách của riêng mình. Đây là câu chuyện của 6 quốc gia từ 5 khu vực địa lý khác nhau và cuộc chiến của họ ngăn chặn sự lây lan của virus. Trung Quốc. Nhân viên đã trở lại làm việc, học sinh đã quay lại lớp học và thực khách xếp hàng dài bên ngoài các nhà hàng lẩu. Về nhiều mặt, cuộc sống bình thường đã trở lại ở Trung Quốc, nơi COVID-19 xuất hiện lần đầu tiên. Đảng Cộng sản cầm quyền đã rút lại một số biện pháp kiểm soát chống dịch sâu rộng nhất từng được áp dụng, bao gồm phong tỏa cả một thành phố. Tới nay, Trung Quốc ghi nhận hơn 90.000 ca nhiễm và hơn 4.600 ca tử vong liên quan đến virus corona kể từ khi đại dịch bắt đầu, theo số liệu kiểm đếm của Reuters. Bắc Kinh tỏ ra tự hào về thành tích chống dịch so với phương Tây, nhưng vẫn còn nhiều nghi vấn về việc nhà chức trách Trung Quốc ban đầu đã tìm cách ém nhẹm vụ bùng phát dịch và liệu dịch bệnh có lớn hơn Đảng Cộng sản cầm quyền thừa nhận hay không. Một cách nào đó, cuộc khủng hoảng cho thấy sức mạnh của hệ thống Trung Quốc và mặt tối của nó. Sự lây lan của virus đã được ngăn chặn vì Trung Quốc sử dụng quyền lực độc đoán của mình để áp đặt những thay đổi to lớn và vì họ sẵn sàng sử dụng các biện pháp do thám và kiểm duyệt để kiểm soát dân chúng, theo AP.
châu Âu. Câu chuyện đại dịch ở châu Âu cho thấy mức độ tàn phá nặng nề của virus corona ở một trong những khu vực giàu có với hệ thống y tế phát triển nhất thế giới. Ngày 19 tháng 3 năm nay, châu Âu trở thành khu vực đầu tiên trên thế giới vượt qua ngưỡng 1 triệu ca tử vong vì COVID-19, trong khi các biến thể mới đang gây nên làn sóng bùng phát thứ ba. Khu vực này bao gồm Nga, Vương quốc Anh, 27 thành viên Liên minh châu Âu EU và các nước khác, chiếm khoảng 35,5% tổng số ca tử vong và 30,5% tổng số ca nhiễm toàn cầu. Ý trở thành tâm dịch của châu Âu vào tháng 2 năm ngoái và tới nay chưa thực sự kiểm soát được virus. Các bệnh viện ở Ý dường như lại lâm vào tình trạng khẩn cấp với ngày càng nhiều bệnh nhân nhập viện mỗi ngày. Trong khi đó, tại Pháp, gần 1/3 dân số hiện đang trong tình trạng phong tỏa kéo dài một tháng bắt đầu từ ngày 20 tháng 3, sau khi số ca nhiễm tăng vọt ở Paris và một số nơi ở miền Bắc. Các nước Đông Âu gồm cả Nga vẫn là những nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất dựa trên tổng số trường hợp nhiễm bệnh và tử vong. Brazil. Brazil báo cáo ca nhiễm virus corona đầu tiên ở châu Mỹ Latin vào cuối tháng 2 năm ngoái. Từ đó đến nay, nước này đã trở thành tâm điểm của đại dịch toàn cầu do một loạt những yếu tố. Biến thể virus mới lây lan mạnh hơn, thiếu các biện pháp khống chế, sự ứng phó hỗn loạn của chính quyền liên bang và việc tiêm ngừa cập rập. Cứ 4 ca tử vong vì COVID-19 được báo cáo trên toàn thế giới hàng ngày thì có 1 ca tại Brazil, theo kiểm đếm của Reuters. Đại dịch ngày càng trầm trọng ở Brazil đã tạo nên khủng hoảng chính trị cho Tổng thống Jair Bolsonaro, người thường xuyên hạ thấp mức độ nghiêm trọng của đại dịch. Ông lên án các biện pháp ngăn chặn sự lây lan của COVID-19, nói rằng đóng cửa sẽ phá hủy nền kinh tế và trừng phạt người nghèo. Ông chế giễu đây chỉ là bệnh cúm xoàng và sau đó nói rằng không có gì có thể ngăn 70% người dân Brazil khỏi ngã bệnh. Và ông từ chối nhận trách nhiệm khi nhiều người ngã bệnh, thay vào đó rót tiền vào nền kinh tế để xoa dịu tác động của đại dịch. Nam Phi. Nam Phi là quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất trên lục địa châu Phi về số ca nhiễm và tử vong vì COVID-19 và đang gánh chịu đợt lây nhiễm thứ hai nghiêm trọng gây ra bởi biến thể dễ lây hơn, được phát hiện đầu tiên tại đây vào cuối năm ngoái. Ở đất nước bất bình đẳng nhất thế giới, COVID-19 ảnh hưởng nặng nề nhất đối với những người nghèo và sự suy sụp kinh tế khiến tỷ lệ thất nghiệp vọt lên tới 42%. Nhưng Nam Phi có một vũ khí bí mật. Những chuyên viên y tế dày dặn kinh nghiệm trong những cuộc chiến trường kỳ chống lại bệnh HIV/AIDS và bệnh lao kháng thuốc. Giới lãnh đạo Nam Phi đã nghe lời khuyên của lực lượng này về cách thức ứng phó với virus. Và dù đôi lúc có những diễn biến tích cực và tiêu cực, Nam Phi nhìn chung vẫn chưa lâm vào tình huống xấu nhất. Việt Nam. Trong bức tranh toàn cầu ảm đạm, Việt Nam là một trong những điểm sáng về sự ứng phó thành công với dịch bệnh vốn đã làm nhiều nước phát triển hơn điều đứng. Cho đến nay, đất nước 96 triệu dân này báo cáo hơn 2.500 ca nhiễm và chỉ 35 ca tử vong, theo số liệu của Bộ Y tế. Nhờ đóng biên giới sớm, áp dụng các biện pháp cách ly bắt buộc và quyết liệt xét nghiệm truy vết, Việt Nam dập tắt làn sóng nhiễm bệnh đầu tiên vào tháng 2 năm ngoái và một cụm nhiễm lớn hơn phát hiện ở những du khách nước ngoài vào tháng 4. Một đợt bùng phát ở thành phố Đà Nẵng nhanh chóng được kiềm chế vào tháng 9 và đợt bùng phát lần thứ tư đáng lo ngại hơn của biến thể Anh dường như đã được kiểm soát phần lớn ở một số tỉnh phía Bắc. Trong khi đó, hàng trăm ngàn liều vaccine đã được tiêm cho các nhân viên y tế tuyến đầu và những đối tượng ưu tiên khác, tiếp thêm động lực cho nỗ lực chống dịch và tăng tốc sự hồi phục của Việt Nam. Không nơi nào trên thế giới bị đại dịch tàn phá nặng nề như Mỹ, nước hiện đứng đầu về số ca nhiễm và số người chết vì COVID-19. Hơn 30 triệu ca nhiễm và hơn 543.000 người chết, vượt xa hơn nhiều so với nước kế cận trên danh sách là Brazil. Người dân Mỹ hứng chịu những con số ảm đạm hết đợt này đến đợt khác. Cuộc sống bị đảo lộn với các lệnh phong tỏa, trong khi các cơ sở kinh doanh và trường học đóng cửa. Khẩu trang trở thành vật bất ly thân và cụm từ giãn cách xã hội đi vào ngôn ngữ đời sống hàng ngày. Những thay đổi đột ngột và sâu rộng trong xã hội khơi lên sự bất mãn nơi một số người và thổi bùng những tranh cãi chính trị nảy lửa, phần nào ảnh hưởng đến niềm tin của công chúng vào khoa học và hiệu quả của các biện pháp phòng dịch. Nhưng Mỹ cũng là nơi mở ra cánh cửa hy vọng về khả năng chấm dứt đại dịch khi những vaccine ngừa COVID-19 đầu tiên thử nghiệm thành công và được sản xuất hàng loạt từ cuối năm 2020. Chiến dịch chủng ngừa lớn nhất trong lịch sử của Mỹ khởi động và càng ngày càng tăng tốc, mang đến sự lạc quan và nhẹ nhõm cho nhiều người. Nhưng cuộc chiến chưa kết thúc,
Và chừng nào nó còn tiếp diễn, thì người Mỹ vẫn cần phải làm những điều mà họ đã làm suốt hơn một năm qua để giữ an toàn, như Tổng thống Biden nhắc nhở. Wash your hands. Stay socially distanced. Keep masking up as recommended by the CDC. And get vaccinated when it's your turn. Now's not the time to let down our guard. I am Dr. Lynn Lemon, one of the hospitalists working in Central California. Đây là bác sĩ y khoa người Mỹ gốc Campuchia, Linat Lim. Bà là bác sĩ tuyến đầu khi COVID-19 xuất hiện tại thành phố Fresno, California, nơi bà sinh sống. Tôi chủ yếu làm việc trong phòng cấp cứu, tại một trong những trung tâm chấn thương cấp độ 1 ở trung tâm California. Tôi đã thấy rất nhiều bệnh nhân đến khám vì COVID. Căn bệnh này là có thật và nó gây chết người. Em trai bà cho biết vị bác sĩ 58 tuổi này bắt đầu có các triệu chứng COVID trong những ngày trước hôm 18 tháng 1. Đó là thời điểm ông phát hiện bà đã qua đời tại nhà, nơi bà sống một mình. Ủa ấy. Đồng nghiệp của chị tôi đã gọi điện và nhờ tôi đến xem chị có sao không vì chị tôi đã lỡ ca làm việc và chưa gọi lại cho họ. Khi đến nơi tôi gõ cửa rất lớn nhưng không ai trả lời. Sau đó tôi đã dùng chìa khóa của mình để vào và tắt báo động. Tôi biết ngay rằng chị ấy đã qua đời khi nhìn thấy chị nằm trên sofa. Dường như không thở. Một cuộc khám nghiệm tử thi do cảnh sát yêu cầu thực hiện cho thấy virus corona là nguyên nhân gây ra cái chết của bác sĩ Lim. Năm tuần trước khi bà Linat Lim qua đời, Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ đã cho phép sử dụng khẩn cấp vaccine Pfizer-BioNTech đầu tiên cho một số nhân viên chăm sóc sức khỏe và người cao tuổi. Nhưng bà Lim quyết định không tiêm và cho đồng nghiệp biết rằng cơ thể bà vốn đã phản ứng rất tệ với những mũi tiêm phòng cúm thông thường. Một số cá nhân có thể bị dị ứng với vaccine. Nhóm này sẽ không được hưởng lợi từ vaccine. Bà ấy có thể là một trong số đó. Nhưng hãy nghĩ mà xem, dù là đối tượng gặp rủi ro cao, bà ấy vẫn cam kết thực hiện nghĩa vụ giúp đỡ bệnh nhân COVID. Linat Lim và gia đình chạy trốn khỏi Campuchia vì chế độ Cộng sản Khmer Đỏ đã giết chết khoảng 1,7 triệu người vào cuối năm 1970. Bà đến Mỹ vào năm 1982 ở tuổi 20. Hai thập niên sau, bà trở thành một trong những người Mỹ gốc Campuchia đầu tiên sống sót sau cánh đồng chết và tốt nghiệp một trường y tại Hoa Kỳ. Khi chúng tôi mới sang đây, thực sự rất khó khăn vì chúng tôi không biết văn hóa, ngôn ngữ và hiểu cách sống ở đây. Linat Lim chưa từng lập gia đình, bắt đầu trở thành bác sĩ nội khoa từ năm 1996. Khi nhận được khoản tiền lương đầu tiên khá lớn với tư cách là một bác sĩ y khoa, chị ấy đã quyên tặng tất cả cho nhà thờ mà chúng tôi hay đến khi còn học đại học. Năm 1997, chị ấy bắt đầu bỏ tiền túi để mua thuốc hoặc thu thập hàng tấn thuốc từ những nơi khác và sau đó thường xuyên tự mình mang về Campuchia. Tôi muốn nhân cơ hội này để cảm ơn cộng đồng đã giúp cho tổ chức này thành công. Là một trong những thành viên đầu tiên của CHEPA, Hiệp hội Chuyên gia Y tế Campuchia ở Hoa Kỳ, bác sĩ Linat Lim cống hiến cả đời mình cho cộng đồng của bà ở cả Campuchia và ở Mỹ. Dù chị ấy cô đơn và chưa bao giờ có gia đình, nhưng chị ấy rất thích khi nhìn thấy người khác hạnh phúc. Trở thành bác sĩ khiến chị làm được điều chị luôn mong mỏi, đó là hy sinh bản thân để người khác được sống. Bà Lim chỉ là một trong số hơn 500.000 người Mỹ đã chết vì COVID-19. Một cuộc đời vừa bình thường vừa phi thường. Sự ra đi của bà khiến nhiều người không khỏi thương tiếc và tưởng nhớ. Đến đầu tháng 5 năm 2020, Hoa Kỳ đã có tỷ lệ người bị nhiễm COVID-19 cao nhất trong nhóm các nước công nghiệp phát triển G7. Một năm sau, vẫn không nước nào bắt kịp tỷ lệ đó. Và Hoa Kỳ đứng thứ ba về tỷ lệ tử vong tính theo đầu người. Khả năng phục hồi sức khỏe cộng đồng của Mỹ đã được chứng minh là hoàn toàn thất bại trước COVID-19. Chúng ta là quốc gia giàu nhất thế giới và là quốc gia ứng phó đại dịch kém nhất. Đó là điều không thể lý giải được. Ông Gustin cho biết, hệ thống y tế công cộng của Mỹ đã thiếu kinh phí và nhân viên trong nhiều năm. Nó không thể xử lý gánh nặng khi đại dịch ập đến,
nhưng ông và những người khác đổ lỗi phần lớn cho chính quyền của cựu Tổng thống Donald Trump. Đó là một phản ứng không dựa trên cơ sở khoa học, không được tổ chức tốt và không đối thoại một cách thẳng thắn với công chúng. Giả sử chúng ta chiếu vào cơ thể dù là một tia cực tím hay chỉ là một tia sáng cực mạnh, và tôi nghĩ các anh nói điều đó chưa được kiểm chứng, nhưng các anh sẽ kiểm chứng điều đó. Khuyến khích các phương pháp điều trị không đáng tin cậy, loại bỏ các nhà khoa học và chính trị hóa biện pháp phòng ngừa cơ bản, các chuyên gia cáo buộc ông Trump làm suy yếu phản ứng của Mỹ đối với đại dịch. Dù vậy, ông Trump có công khi đầu tư vào việc phát triển vaccine nhanh nhất trong lịch sử, một nỗ lực bắt đầu gặt hái kết quả. Nhưng kể từ khi ông Joe Biden nhậm chức tổng thống vào tháng Giêng, các chuyên gia hàng đầu rõ ràng đã trở nên nhẹ nhõm. Nếu so sánh, đó là sự tương phản giữa ngày và đêm. Trong ngày đầu tiên, họ đưa ra một kế hoạch. Chúng ta đã không có kế hoạch nào cả năm trời, và đó là một kế hoạch tốt. Việc bạn có thể lên đây và nói về những gì bạn biết, về bằng chứng, về khoa học, và chỉ cần vậy để khoa học lên tiếng, phần nào là một cảm giác thoải mái. Nhưng khoa học cho biết còn một chặng đường dài phía trước, tỷ lệ lây nhiễm đang giảm xuống, nhưng các biến thể nguy hiểm lại lan rộng. Các loại vaccine đang được phân phối, nhưng việc tiêm phòng rất khó và có bất bình đẳng về chủng tộc. Do dự với vaccine đang giảm, nhưng vẫn ở mức cao đáng lo ngại. Virus sẽ không sớm biến mất, nhưng ông Gorston cho biết nó sẽ dễ quản lý hơn. Chúng ta sẽ phải cảnh giác, nó sẽ không hoàn toàn biến mất, nhưng chúng ta sẽ học cách sống chung với COVID-19 và chúng ta sẽ sống với nó một cách dễ dàng. Một năm đã qua, có thể còn lâu hơn, nhưng các chuyên gia cho biết nó có thể không tệ như vậy. Phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich trực tuyến 2021, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden kêu gọi Mỹ và châu Âu phải đứng lên đối mặt với mối đe dọa từ Nga. Điện Kremlin tấn công nền dân chủ của chúng ta và vũ khí hóa tham nhũng nhằm làm suy yếu hệ thống quản trị của chúng ta. Tổng thống Biden nói Tổng thống Nga Putin tìm cách làm suy yếu nghị trình của châu Âu và Liên minh NATO của chúng ta. Đó là lý do vì sao đấu tranh cho chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine vẫn là mối quan tâm chính đối với châu Âu và Hoa Kỳ. Đó là lý do vì sao xử lý các hành vi liều lĩnh và các vụ tấn công tin tặc của Nga nhắm vào mạng lưới máy tính tại Mỹ, tại châu Âu và trên toàn thế giới là hết sức thiết yếu trong việc bảo vệ nền an ninh chung của chúng ta. Đây không phải là việc đặt phương Đông chống lại phương Tây hay mong muốn tạo xung đột, Tổng thống Biden nói. Chúng ta mong muốn một tương lai nơi mà tất cả các quốc gia có thể tự do quyết định đường đi của mình mà không bị đe dọa bằng vũ lực hay cưỡng ép. Chúng ta không thể và không được trở lại thời kỳ đối đầu giữa các khối cứng nhắc như thời chiến tranh lạnh. Cạnh tranh không đồng nghĩa với việc không hợp tác trong những lĩnh vực ảnh hưởng tới tất cả chúng ta. Đã theo dõi chương trình VOA Express của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Ngoài trang tin voatiengviet.com, quý vị cũng có thể theo dõi VOA trên Facebook VOA Tiếng Việt, YouTube VOA Tiếng Việt Video, Instagram VOA Tiếng Việt, hoặc qua các thiết bị di động với ứng dụng VOA miễn phí trên iTunes Store và Google Play. Để nhận tất cả thông báo video mới nhất trên kênh YouTube, sau khi nhấn đăng ký, quý vị hãy nhấn vào hình chuông bên góc phải ngay dưới video. Để đóng góp hình ảnh, video hay bài viết cho VOA Việt ngữ, xin gửi về địa chỉ voa bạn làm báo avong@gmail.com. Trà My xin hẹn gặp lại quý vị trong bản tin lần tới.